Nhi chào quý vị khán giả quen thuộc của Invest TV. Thưa quý vị, hình ảnh người phụ nữ thì thường gắn liền với hình ảnh gia đình hoặc là hình ảnh nội trợ. Tuy nhiên thì trong xã hội hiện nay đã có ngày càng nhiều hơn những nữ doanh nhân thành đạt trong sự nghiệp. Và trong chương trình Câu chuyện doanh nhân ngày hôm nay, tôi vui mừng khi được trò chuyện cùng với chị Lê Thị Khánh Ly, là founder của Khánh Ly Cosmetic and Beauty. Và đây là một người đã vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã dành thời gian, đã đến cùng tham gia cùng với chương trình. Xin chào bạn. Chào chị Ly ạ. Tôi được biết là chị đã bắt đầu hành trình lập nghiệp của mình từ con số 0. Vậy thì không biết là chị có gặp phải những cái khó khăn trắc trở gì không ạ? Tôi nghĩ rằng giống như những doanh nhân khác thì tôi cũng đi lên từ con số 0. Thì ban đầu thì tôi cũng chỉ bắt nguồn từ một người yêu thích mỹ phẩm thôi. Và sau đó thì khi bắt đầu đam mê kinh doanh ấy, thì khi bắt đầu kinh doanh thì tôi cũng nhận ra được là tôi cũng giống như những người doanh nhân khác. Tôi vấp phải rất là nhiều những khó khăn. Ví dụ như là tôi không biết live stream, tôi không biết kỹ năng về marketing, tôi không biết viết content như thế nào để thu hút người khác. Và nói chung sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Và đặc biệt là vấn đề nữa là không biết quản trị nhân sự. Và đấy là những vấn đề mà tôi trong quá trình kinh doanh tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn, mà tôi nhận thấy là nó cũng đã làm cho tôi trưởng thành ngày hôm nay khi mà vượt qua được những cái khó khăn đấy. Vâng, mình bắt đầu kinh doanh là bằng đam mê đúng không ạ? Nhưng mà để có thể duy trì được cái con đường kinh doanh đấy thì chắc chắn là mình phải học tập và khắc phục khó khăn là một quá trình rất là dài. Vậy không biết là chị đã khắc phục những khó khăn đấy như thế nào? Đúng là khi mà chúng ta vấp phải, khi mà đi đến đâu và chúng ta vấp ngã đến đấy thì chúng ta mới biết là chúng ta đứng lên. Thật ra là nếu như mà đứng ngoài cuộc thì tôi nghĩ là tôi và các bạn thì cũng đều không biết được là sẽ có những cái khó khăn gì phía trước. Nhưng thực ra là khi bắt đầu vào cái hành trình kinh doanh thì tôi mới nhận thấy được là khi đi từng bước tôi mới nhận thấy được là tôi cần phải làm những cái gì. Ví dụ như là tôi không biết cách để làm thế nào để cuốn hút được người khác, làm thế nào để có thể là làm cho người khác yêu mến mình, mua hàng của mình, hoặc là làm thế nào để mở rộng mối quan hệ để nhiều người biết đến thương hiệu của mình hơn. Thì vì thế mà tôi cần phải học một cái khóa học về marketing chẳng hạn, để có thể hút phễu khách hàng, để có thể thu hút được khách hàng, làm khách hàng yêu mến mình hơn. Hoặc là tôi không biết viết content thì tôi sẽ phải tham gia một cái khóa học để làm thế nào để viết content được hay hơn. Hoặc tôi không biết live stream thì tôi phải làm thế nào để tôi có thể học một khóa học để có thể live stream được tốt hơn. Thì tôi cũng nghĩ là trong cái quá trình làm kinh doanh ấy thì nó không phải là một sự may mắn mà là một sự học hỏi nữa. Vâng, vậy thì sau quá trình học hỏi ấy thì mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng mà tôi được biết một điều đặc biệt hơn, đó chính là trước đây chị Khánh Ly từng làm trong lĩnh vực hàng không. Vậy thì không biết là lĩnh vực này có giúp cho mình tạo điều kiện để có thể phân tích được thị trường cũng như là tâm lý khách hàng để mà bắt đầu công việc kinh doanh không ạ? Để đi đến cái doanh nghiệp của tôi bây giờ hoặc là có một niềm đam mê ấy, thì tôi cũng phải cảm ơn cái công việc cũ của tôi. Tôi đã từng trước kia làm tiếp viên hàng không được 8 năm trong một hãng hàng không của Hàn Quốc. Chính vì cái thời gian mà ở bên Hàn rất là lâu nên là tôi đã có một cái đam mê về mỹ phẩm, đó là một thế giới mỹ phẩm đúng không ạ? Và khi mà ở đó ấy, thì chính vì công việc làm tiếp viên tôi cũng phải sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, make up rất là nhiều. Và ở đó là một cái gần như là tôi thấy là nó là một thiên đường mỹ phẩm. Tôi đam mê mỹ phẩm từ những cái lúc mà tôi làm tiếp viên, và tôi có nhận ra được rằng qua những chuyến bay của tôi hoặc là thời gian tôi ở bên đó ấy, thì người nhà, người quen, bạn bè thì có nhờ mình mua mỹ phẩm rất là nhiều. Và từ đó tôi nhận ra được là nó là một nhu cầu của khách hàng. Và rất là may là cái thời điểm đó khi tôi tiếp cận với các thị trường ấy, thì là thời điểm đó thì mỹ phẩm Hàn Quốc thực ra là nó chưa quá đại trà như bây giờ. Bây giờ thì bạn có thể thấy được là mỹ phẩm Hàn Quốc gần như là đại trà, hoặc là ở Việt Nam thì tràn lan và rất nhiều rồi. Nhưng trước kia thì mỹ phẩm Hàn Quốc nó chưa hề có nhiều. Và chính vì thế mà cái việc mà mọi người hoặc là khách hàng nhờ tôi mua thì nó rất là thường xuyên. Và từ đó thì kết hợp với cả nhu cầu của khách hàng cộng với cả niềm yêu thích mỹ phẩm của tôi, nó là đã xây dựng lên cái thương hiệu của tôi bây giờ. Vâng, vậy thì trong cuộc sống của mình mà mình dành thời gian cho việc kinh doanh này và việc di chuyển giữa hai đất nước cũng để phục vụ việc kinh doanh, thì không biết là ông xã của chị có ý kiến gì không ạ? Bởi vì là em thấy thì thường thường là người đàn ông thường là không muốn người phụ nữ trong gia đình ra ngoài và kinh doanh. Câu hỏi của bạn rất là hay. Thực ra thì đúng là một người phụ nữ kinh doanh ấy thì cũng gặp rất nhiều vấn đề. Đó là chính là cái việc không dành nhiều thời gian cho chồng, cho con, không dành nhiều thời gian cho gia đình. Thực ra là tôi cũng đánh đổi.
Trong cuộc sống gia đình thì cũng có những cái mâu thuẫn nhỏ, vì là đôi khi là chính vì mình đam mê kinh doanh quá, mình dành thời gian quá nhiều trong cái việc mà phải học hỏi này, hoặc là đôi khi là phải sang bên Hàn để lấy hàng nữa chẳng hạn, hoặc là xem các brand, gặp các đối tác, thì tôi cũng phải dành thời gian rất là nhiều đi lại. Và thật là may mắn là chồng của tôi là một người, anh ấy thực sự là rất là yêu các con và là một người mà sẵn sàng có thể là ở nhà để dành cho vợ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc. Đó là một điều mà tôi cảm thấy rất là may mắn, chính vì thế mà có chồng đồng hành nên là tôi nghĩ rằng cái thương hiệu này của tôi nó được vun vén từ cái tình yêu của gia đình nữa. Chắc chắn là trong quá trình kinh doanh thì mình sẽ không tránh khỏi những lúc mà gặp áp lực trong công việc này, rồi áp lực cuộc sống cộng với cả áp lực gia đình. Đã có khi nào chị Ly muốn từ bỏ chưa ạ? Và điều gì khiến chị tiếp tục cố gắng và giúp cho thương hiệu phát triển như ngày hôm nay? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bản thân mình ấy, thì khi mà mình bắt đầu công việc kinh doanh này thì đúng là ban đầu mình có vấp phải rất là nhiều khó khăn, cũng có những lúc là mình đã định từ bỏ công việc này, bởi vì là mình có không biết quản trị nhân sự này, không biết marketing như thế nào này, cũng vấp phải rất là nhiều những cái khó khăn từ ban đầu, và cũng đã có từng nghĩ đến là liệu của mình có nên từ bỏ hay không. Nhưng rồi quay trở lại, khi mà mình lắng đọng lại và mình nhìn nhận lại chính bản thân mình, và mình tự đặt ra rằng liệu mình là ai và mục tiêu cuối cùng của mình là gì, và cuối cùng là khi mà tôi nhìn lại cái con người của mình, tôi nhìn lại cái hành trình của mình, và tôi nhận ra được là tôi phải trở thành ai và tôi sẽ mong muốn cuộc sống của mình diễn ra như thế nào, và tôi từ đó nó rất vực dậy lên bản thân tôi phải vượt qua được cái khó khăn này. Chính vì thế mà sau mỗi một lần vấp ngã ấy, nhìn nhận lại chính bản thân mình và cái hành trình của mình đã đi qua và cái con đường sắp tới của mình sẽ phải vượt qua khó khăn như thế nào, và từ đó thì tôi luôn luôn vượt qua được những cái trở ngại phía trước, ngay trước mắt, để có thể nhìn được con đường xa hơn và mục tiêu xa hơn của tôi hướng đến. Vâng, vậy là trong cái con đường kinh doanh vừa qua thì chưa một điều gì khiến chị chùn bước đúng không ạ? Vâng, và không biết là trong cái quá trình kinh doanh đấy thì bên cạnh những cái sự học hỏi này, kinh nghiệm từ những người đi trước thì liệu chị Ly có một thần tượng nào dành riêng cho bản thân mình không ạ? Đó có thể là một thần tượng trong lĩnh vực kinh tế hoặc là trong phong cách sống mà chị Ly cảm thấy yêu mến. Ở Việt Nam thì tôi cũng thần tượng một người chị. Tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng nên có một thần tượng, vì khi mà có thần tượng thì mới biết được là mục tiêu của mình sẽ trở thành người đấy chẳng hạn. Thì thần tượng của tôi là chị Hana Olalla. Chị là một người Việt nhưng mà chị có rất là nhiều năm học tập ở nước ngoài, và đến bây giờ cái cách sống của chị ý và cái cách mà chị làm marketing và cái cách viết content hài hước của chị ý là một điều mà tôi cảm thấy rất là hay, và tôi luôn luôn muốn học hỏi để noi theo cái tấm gương của chị ý. Và chị cũng là một hình mẫu, một hình tượng mà tôi luôn luôn hướng đến để có thể xây dựng hình ảnh của mình được chuyên nghiệp như chị ý. Không biết là chị có kế hoạch nào đang ấp ủ ở trong tương lai không ạ? Chị có thể chia sẻ cho các bạn khán giả cùng biết được không ạ? Cảm ơn bạn. Tôi nghĩ là một doanh nhân hoặc là có những ai mà đang làm chủ một thương hiệu nào đấy thì mọi người đều rất là mong cái thương hiệu của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn, được nhiều người yêu thích hơn. Cũng như vậy, Khánh Ly Cosmetics and Beauty thì không chỉ là mang đến cho mọi người sản phẩm, không chỉ bán sản phẩm mà còn giúp đỡ mọi người có thể chăm sóc da tại nhà như thế nào. Và tôi cũng như vậy, thì tôi mong muốn là mọi người khi tìm đến thương hiệu Khánh Ly Cosmetics and Beauty, mọi người sẽ được tư vấn cách để chăm sóc da, làm thế nào mà chúng ta vẫn có thể chăm sóc da tại nhà rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Qua những chia sẻ của chị về những giá trị mà Khánh Ly Cosmetics and Beauty mang lại, thì em cũng rất tò mò về những cái sản phẩm mà thương hiệu mình đang kinh doanh. Thì chị có thể chia sẻ cho em cũng như các bạn khán giả được biết được không ạ? Cảm ơn bạn. Tôi thì tôi không kinh doanh một dòng sản phẩm nào cố định. Các bạn có thể thấy là hàng Hàn Quốc thì chúng ta có rất là nhiều những cái brand khác nhau, và Khánh Ly Cosmetics and Beauty thì cũng không phải kinh doanh một dòng sản phẩm nào cố định, mà tôi kinh doanh nhiều dòng sản phẩm khác nhau trên thị trường. Ví dụ như là những dòng sản phẩm đang hot trend, được nhiều người yêu thích, được các beauty blogger họ review hoặc là được bác sĩ da liễu khuyên dùng chẳng hạn ý, thì Khánh Ly sẽ mang những sản phẩm đấy về để kinh doanh ở trong cái cửa hàng của tôi. Vâng, với những cái chất lượng cũng như là giá trị mà chị vừa chia sẻ về Khánh Ly Cosmetics and Beauty thì em tin chắc rằng là trong tương lai thì thương hiệu của mình sẽ ngày càng phát triển và được các bạn khán giả cũng như là khách hàng của mình yêu thương và tin dùng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những câu chuyện của quý vị chia sẻ trong câu chuyện doanh nhân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!